Chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với S News, mình là Nam Khánh và hôm nay hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Những công nghệ hồi sinh người đã khuất tưởng chừng chỉ có mặt trên phim ảnh nay đã xuất hiện tại đời thực. Mới đây nhất, bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, một chương trình truyền hình thực tế đã mang một nam ca sĩ trở lại sân khấu sau 9 năm qua đời, khiến mẹ và vợ anh nghẹn ngào trong nước mắt. Năm 2013, làng giải trí xứ Hàn đau buồn chứng kiến sự ra đi của nam ca sĩ Im Yoon Taek, thành viên nhóm nhạc Ulala Session. Sau khoảng thời gian chống chọi với bạo bệnh, nam ca sĩ trút hơi thở cuối cùng trong sự thương tiếc của người thân, bạn bè và người hâm mộ. Thế nhưng mới đây, người hâm mộ đã vô cùng sửng sốt khi Im Yoon Taek đã xuất hiện trong một chương trình âm nhạc theo cách vô cùng đặc biệt. Cụ thể, ban tổ chức chương trình đã sử dụng công nghệ AI, Artificial Intelligence, để phục dựng hình ảnh của Im Yoon Taek. Điều đáng nói, độ chân thật của sân khấu này khiến nhiều người cảm thấy như được xem nam ca sĩ đang trực tiếp trình diễn trên sân khấu. Từng cử chỉ, biểu cảm của Im Yoon Taek kết hợp cùng giai điệu da diết của ca khúc Western Sky đã khiến không ít người rưng rưng. Chứng kiến Im Yoon Taek được hồi sinh trên sân khấu, mẹ và vợ của nam ca sĩ quá cố đã không kìm được nước mắt trước khoảnh khắc đặc biệt này. Đặc biệt với những khán giả tại Việt Nam, nhiều người hy vọng công nghệ AI này sẽ sớm được phát triển và được sử dụng thực tế. Bên dưới phần bình luận của clip, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự xúc động và mong muốn hình ảnh của những nghệ sĩ quá cố như Quang Bi Tuấn Anh hay Phi Nhung sẽ được tái hiện lại. Thậm chí còn có người khẳng định, chỉ cần ngắm nhìn một khoảng thời gian ngắn dù có mất bao tiền cũng sẽ chấp nhận. Trên thế giới, công nghệ AI tương tự cũng đã được áp dụng để mang những cái tên đình đám như Michael Jackson hoặc là ABBA để trở lại sân khấu. Các bạn nghĩ như thế nào nếu công nghệ này du nhập vào Việt Nam? Hãy comment phía dưới cho S News biết nhé. Mình là Nam Khánh, đây là S News. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ like, share, subscribe cho S News để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.